Có lẽ Legend phải thể hiện cái khả năng bất bại của mình. Legend liệu rằng là anh sẽ đánh bầu. Với xuất hiện là con Golem Messi cộng với lại con Mega thế này, mình nghĩ là có Xbow hoặc là một cái deck Hawk. Mình vẫn liên tưởng một cái deck Hawk vì Legend mình chưa thấy đánh Xbow bao giờ. Vâng, đó là một cái deck Hawk. Hawk Poison. Hawk Poison. Hawk Poison. Hawk Poison, Tornado, Icy Wizard, Icy Golem. Và có một cái lock. Karong Cat chuẩn luôn. Phải rất cẩn thận khi họ dùng Pekka, họ sẽ hút lại con Karong Cat. Và Golem Messi đánh lạc hướng rồi. Hawk. Hawk sẽ kéo vào trụ. Hawk sẽ kéo vào xử lý và kéo vào trụ. Hawk xử lý và kéo vào trụ. Rất tốt. Và con Canon Cap vẫn là còn nằm đấy, không sợ. Rất là tốt. Rất là tốt. Và họ phải dùng giáp để giáp cái Canon Cap rồi. Nếu mà để con Canon Cap nằm phía bên kia thì sẽ rất khó. Ở trong cái bài này thì con Hawk như thế này cũng vào trụ rồi. Quá nhiều counter trong cái deck hot của Kushu. Khó cho Legend đây, lost cho Legend đây. Vì vậy là Legend muốn thắng thì cần phải đánh lạc hướng được con Pekka và giết được con Awip. Karong Cat đâu, Tornado đâu. Tornado đừng để hot phạm Kushu, đừng để hot chạm Kushu, come on. Một vẩy của con Mega, Mega đã bị đánh lạc hướng bởi con... Đã bị đánh lạc hướng bởi con đàn bếp. Khó cho Legend ở đây. Tí nữa nha, tí nữa nha, tí nữa. Đang trận đấu mà. Khó rồi, bây giờ khó rồi. Vì vậy Legend muốn thắng được trong tuần này phải cút một bên. Mình cũng cút một bên mà tránh được con Pekka. Tránh được đàn của con Pekka, phải dùng Poison. Dùng Poison ở trong tuần này, đúng rồi. Và dùng rất tốt. Mà bây giờ là công được vào bên kia. Công vào bên kia đi. Công vào bên kia thì K-Lock đã dùng ở bên kia rồi. Khó này, khó này, khó này. Vẫn có một hit cho con Hawk nữa. 1400 máu, rất là tốt. Con Hawk Tornado chắc chắn là như vậy rồi, rất là tốt đến từ Legend. Phải nói là đánh cứ như là mình đào tạo. Còn Karong Cat thì đã nằm đấy rồi. Lock hơi chật khi mà đoạn Goblin vẫn chưa ra. Bây giờ thì tính ra là cần phải 3 cái poison nữa. Nhưng mà đợt push đợt này phải thủ đợt này như thế nào đây? Phải dùng poison vẫn có đủ daily để có thủ được. Hawk bên kia, Tornado đâu? Tornado đâu? Canon Cap vẫn đang còn đứng nằm đây, rất tốt. Rất là tốt. Tuy nhiên thì bây giờ đang Legend đang bị hút về cái hút theo cách đánh của thằng Kushu này. Vì vậy Legend cần phải chỉnh lại ngay. Đó, vào được trụ không? Một cái lock rồi, hay quá, một hit. Không được một hit rồi, bây giờ tốn. Lỗi rồi. Một cái lock nữa. Come on, một cái lock nữa thôi, xoay đi. Vẫn có lượng Ely, vẫn có đủ Ely, một cái lock nữa thôi. Yeah. Rất hay. Mà thực sự là deck xoay rất là nhanh, xoay rất là nhanh. Let's go, liệu là nhím sẽ đánh deck gì đây? IC này. Liệu rằng là có mặt sẽ mang Xbow như ngày hôm qua? Không, đây là mình nghĩ đây là Hawk rồi. Mình nghĩ đây là Dick Hawk rồi.
lâm trận đấy, đánh trận cuối lúc nãy là bị lỗi bị thả hơi hơi sớm, thả hơi sớm cái giáp với lại cái bét nữa thì chết luôn. À, phải cố gắng lên Lâm ơi. Lâm mà không cố gắng là trận này thì các game những trận sau của Việt Nam Glory sẽ rất là khó khăn luôn. Vì là đây là đã vòng thứ ba rồi mà Việt Nam Glory hiện tại đang khó khăn và vẫn là chưa có điểm. Cố gắng vòng này có điểm thì vòng sau sẽ đánh sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì là ngày tuần sau sẽ đánh với lại Nova APAC rồi. Nên là phải lưu ý cho điều đấy. Mà Nova APAC là có giao giao có mấy thằng nữa trên Nova gì đấy. Nói chung đội đấy là đội rất mạnh khi mà họ đã giành được 6 điểm rồi. Mặc dù là biết là cái giải này, giải APL này một giải rất là khó. Tuy nhiên là vẫn phải cố gắng thôi. Vâng, và bây giờ, vâng, cái con Executioner đã bị nằm xuống rồi. Có lên Nhím ơi, có lên Nhím ơi. Với deck của Nhím lại là một cái deck có cái lock chứ không phải là một cái giáp. Vì vậy trong turn này muốn thắng thì thả một cái lock, thả một cái lock cover, mình nghĩ là phải công turn này đi, phải công turn này, phải công turn này và thủ ra đốt kép. Đúng rồi, rất tốt, rất là thông minh, kéo tornado rất là thông minh đến từ Nhím. Phải nói là giờ best tornado rồi, giờ best tornado rồi. Bây giờ thì con ít rất cẩn thận khi mà họ đặt hàng ngay cầu chuẩn luôn, họ sẽ hàng ngay cầu rocket thôi, rocket thôi. Ý, lúc bắt chân rồi mình đâu cắt được, tuy nhiên thì không sợ, cố gắng lên Nhím. Chúng ta chỉ còn 14 giây thôi, cố gắng lên Nhím. Còn một cái ram, Tornado nữa. Lâm ơi, đi quay tay đi Lâm ơi. Lâm ơi, đi quay tay đi. Phải nói là một pha kéo Tornado cực kỳ là hay đến từ Nhím. Phải nói là một pha bét Tornado đến từ Nhím rất là thông minh khi mà kéo đàn Minion Horde cộng với lại con IC Golem. Đấy, một pha mà chơi cực kỳ hay, nói những pha như vậy thì mới tạo nên cái sự khác biệt của game. Có lẽ là mình sẽ edit lại cái game này. Mình sẽ lưu lại và edit cái game này lại cho mọi người xem khi mà xử lý một cái pha cực kỳ hay như vậy. Trận này và trận nữa quá hay. Khởi đầu là IC Breed và nhảy đi, đừng ban bét đã cắn chết con IC rồi. Thả ban đi thôi bạn. Bên này là một con ram. Deck gì đây lại có cả ram, lại có cả skeleton, lại có cả bét, cả IC Gold nữa. Deck gì đây là một deck 3 mất chăng? Hầu hết bây giờ ram thần sần là 3 mất rồi. Một deck siêu nhanh đến từ OD. Và chắc chắn là phải có một con tank lớn rồi. Mà không ngại gì lại không sử dụng con Mecha cả. Lấy con gì để chặn con Mega Knight đây? Lấy con gì chặn Mega Knight đây? Vẫn có con Mega Knight rồi, rất tốt. IC Spirit nhảy rất là đúng lúc. Nhưng mà trong cứ đánh như thế này thì Chipper sẽ bị bất lợi thế đây, tại vì họ deck của họ rất là nhanh. Có Pekka. Cá đồng ngu này đây biết rồi. Có Pekka hơn về Elite rồi, nhưng con Ram. Xử lý con Ram như nào đây? Có giáp không? Để giết đàn bét rồi, giáp rồi, hay quá. Bây giờ là Pekka họ sẽ có những con có thể công bến xuống rồi, công hai bên. Rất thông minh. Công hai bên, rất thông minh. Tuy nhiên con Pekka sẽ bị đánh lạc hướng rồi, đánh lạc hướng thôi. Con Mega Magena đã đi rồi, con Mega đã đi rồi. Lấy con gì để đỡ đây? Ui. Một hit.
bên kia bị hai hit, một nhảy của con Mega và một cái một nhảy và một hit. Trong tình thế như thế này thì hai bên vẫn là khá là cân bằng. Tuy nhiên còn 1.296 máu. Liệu rằng bây giờ anh có dám kéo con Pekka vào nữa không ạ? Trời đúng luôn. Kinh còn 1.003 máu này anh em. Bây giờ là bút vào đánh ăn 3 sao luôn, không cần phải ăn 1 sao nữa. Con Ram giữ lại, giữ chân lại con Ram. Nhảy đi, chém. Trong cái deck này họ có Tornado thì vậy là rất là khó để có thể công vào cái trụ nữa. Và họ cũng không thể kéo, cũng rất là khó kéo. Hai con Ram hút nhau, có giáp không? Hút đi, vẫn chưa hút được. Skeleton này em ta chém nhanh quá. Rất cẩn thận, phải rất cẩn thận đến từ con Miner và con Ram ở bên kia. Bây giờ thì Chipper đang có lợi thế về máu. Còn Ele thì hai bên là ngang nhau, tuy nhiên deck của Chipper chỉ chậm hơn. Mecha đâu, xuất hiện đi. Con cẩn thận kim đàn Skeleton. Rồi, rất tốt, đừng để Skeleton nó nhảy vào. Một con Ewit nó hơi ngu lắm. Không có giáp cho con đấy rồi, phải dùng ruồi thôi. Đúng rồi, rất tốt, bây giờ là lợi thế phải. Hai con ruồi đang vẩy. Vẩy đi. 254 máu nữa thôi, 254 máu nữa thôi. Một cái giáp vẫn đang còn dư. Con một cái giáp. Quá hay. Vậy phải nói là hai con ruồi vẩy rất là tốt, nhưng mà không phải không kể đến đó là sự khỏe mạnh của con Pekka làm tanh, nên là hai con ruồi mới còn tồn tại được. Chứ nếu mà hai con Pekka này chết rồi thì hai con ruồi nằm xuống rồi. Hay quá. Hải rớt hay còn gọi là Tạ thì Hoàng Hải đây mọi người. Những người fan của Hoàng Hải đặt tên cho. Đây là những người mà fan của Hoàng Hải hôm nay đặt tên cho nhất, đây không phải là mình đặt đâu ạ. Nghĩ một người vậy. Và quay trở lại với trận đấu thì IC Creed với lại Goblin. Bên này là Nightwish, có thể là một Golem rồi. Bên này là một Golem. Rồi. Mình cũng có thể là Hoàng Hải sẽ là giống kiểu mà Hoàng Hải sẽ làm nền tảng để cho Nhím thể hiện làm màu ấy. Đấy, mình Nhím chốt sổ ấy, đi kiếm, ý tưởng là như vậy. Không, mình không stream được đâu, tại vì là mình stream trên PC, mình đâu đánh được đâu. Không đánh được. Với lại đánh cái đấy cho vui à? À, hình như là cái đấy nó đánh chỉ có độ khoảng 10 gem hay 20 gem gì đấy, 10 gem. Tại vì là cái thưởng của nó chỉ độ khoảng có 3.000 vàng thôi mà. Đúng không ta? Mình nghĩ là chỉ khoảng 10 gem thôi. 10 gem thôi. Tại vì 20 win mới được 250k vàng mà. Giống như kiểu cái đợt mà mình đánh cái đánh CCGS đấy, tiền đề đấy. Họ có round rồi. Thì đây là mình nghĩ là một cái deck Dragon Balloon rồi. Dùng con gì để đủ đây. Cẩn thận. Đừng để một hit của con gốc liệu của con Balloon là sắp mặt cờ ngay. Đừng để thế cảnh. Đừng để. Rồi. Với hai cái deck này thì mình thấy là deck của Hoàng Hải sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên thì cần phải giữ lại những quân để có thể thủ được con Balloon. Vì nếu mà dùng ruồi mà ra để thủ Balloon thì sẽ bị con sẽ bị Around vã mà ngay một cái là chết ngay. Còn con cẩn thận vậy, poison rồi. Con ruồi đã bị nằm được xuống rồi. Con Ewit cũng nằm xuống rồi. Thôi xong rồi. Con IC xuất hiện rồi, hay quá.
Nhảy đi các em, nhảy đi. Rất khó cho Hoàng Hải trong tên này, vì là Hoàng Hải mặc dù đấy câu rỉa đấy, tuy nhiên là bị counter. Và bây giờ mang 3 KK. Có thể là sẽ có một bài này là sẽ có tanh, sử dụng tanh để đông, nhưng mà như thế này bị poison chết luôn. Nằm rồi rồi, lấy cái gì rủ đây. Còn nên Nguyễn đã chết mất rồi thì đấy con gì đấy có thể công, nằm công đây. Hậu công đây, hậu công đây. Này Wick, có ruồi không? Ruồi xuất hiện chưa? Chém đi, một chém con Ewit đi. Một chém con Ewit đi, nắc đầu nó đi. Một chém Ewit rồi. Bây giờ lấy được công của Balloon. Hãy rất cẩn thận khi mà thả ruồi. Hãy rất cẩn thận khi thả ruồi, họ đã có con Around rồi. Họ đã có Around rồi. Phải dùng. Đúng rồi, vùng Poison, có thể là dùng Poison ở trong tên này. Có thể phải dùng Poison trong tên này. Rất cường. Bảo kê ngay con Ewit, bảo kê ngay con Ewit. Nó nằm xuống rồi, nằm xuống rồi. Hay quá. Bây giờ là đến lượt công của chúng ta. Bây giờ đến lượt công của chúng ta. Tuy nhiên đã bị con Nightwish đánh nặng tướng rồi. Nhảy đi em, nhảy đi bắt đít, nhảy đi bắt đít. Em đã bị chặn bởi con Ewit rồi, nhảy đi bắt đít. Nhảy đi bắt đít, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi bắt đít ơi. Rồi bắt được rồi, Miner một cái poison nữa thôi. Một cái poison nữa thôi, một cái poison nữa thôi, một cái poison nữa thôi. Ồ, sao 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 sao. Ok, quy rồi nhá. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.